Chị ơi, cái này là cái gì? Cái đấy là cái quạt nhá. Thế còn cái này là cái gì? Cái đấy là giấy vệ sinh. Thế tại sao nó lại là giấy vệ sinh? Ui giời, cái đấy chị không biết. Thế tại sao con gà nó lại tên là con gà mà không phải là con chó ạ? Ôi giời, chịu. Thế nên em đi mở nhà chứ sao lại hỏi chị? Thế tại sao con gà có hai chân mà con chó lại có bốn chân ạ? Ôi giời, chị không biết đâu. Chị ơi, thế mình sinh ra bằng đường gì ạ? Bằng nách. Nách á? Thì đau lắm. Thế tại sao? Thôi, hỏi gì mà hỏi lắm thế, hỏi ít thôi. Hỏi vớ, hỏi vẩn. Ngồi lên đây chơi đi. Chị đi đây. Mẹ ơi, chị mày cũng chơi quá. Thôi, chị xin. Chơi đừng, đừng hỏi gì nữa nhá. Chị em mình chơi trò lái xe đi. Thôi, lớn rồi, ai chơi trò đấy. Thôi, chơi. Tu đi đây. Chị mày vào thôi. Chơi đi. Ôi em ơi, sắp đến nơi chưa? Tu. Mình mấy giờ đi được có 30 giây thôi. 3 tiếng nữa cơ. 3 tiếng của em chắc là 3 phút rồi đúng không? Không, 3 tiếng là 3 tiếng mà, chị ngồi yên đi. Mùi gì ấy nhỉ? Tôi biết rồi nhá. Tí lên lớp tôi sẽ nhẹ. Hai cậu lên từ bao giờ vậy? Thôi thôi, đừng có đi kể. Giữ đi bận đi. Tôi sẽ mời cậu chơi thử thách. Thử thách đồ ăn thì được. Không, như thế đồ ăn mà còn có cả tiền cơ. Đi. Chào mừng tất cả mọi người đến với thử thách. Người cuối cùng ăn xúc xích xóm cây Tứ Xuyên dài được 5 triệu. Cay lắm nên là mọi người cứ cẩn thận, còn cay hơn cả xúc xích sốt giam giang luôn cơ. Ôi, cay quá các bạn ạ. Vào vòng chơi đầu tiên. Bây giờ ai nhảy đến mức nào sẽ ăn theo số lượng đến mức đó. Ok. Sao tớ tưởng ở trên thì số lượng càng nhiều chứ. Không, nhưng mà vòng đầu tiên mà nếu mà ăn số lượng càng nhiều lấy đâu sức ăn các vòng sau đúng không? Ôi, may quá, năm cái thôi. Ba cái rồi. Ôi trời ơi, 10 cái cơ mà. Vòng đầu mà đã số lượng nhiều như thế này thì làm sao mình chơi đến vòng cuối được. Thôi vì 5 triệu phải cố gắng thôi. Ôi, nhìn vui thấy cay các bạn ơi. Nhưng mà nhìn nó có vẻ rất là ngon đấy. Nào, để mình. Wow. Nó cay nhưng mà nó hơi bở các bạn ạ. Nó không một giòn như những cái xúc xích mà những cái xúc xích bình thường mà kiểu trường mình hay ăn đâu. Mà còn bé hơn chứ. Chỉ được mỗi cái là nhiều gia vị hơn. Nhưng mà nhiều quá hành mặn các bạn ạ. Ngăn quá các bạn ơi. Mà không có một cái nữa mà. Cắn vào rồi thì nó cắn vào lúc đầu có vị ngọt đấy, nhưng chỉ cần nó chạm vào lưỡi phát bạn, các bạn nhai cái là nó tê luôn, nó nuốt dùng của họ thì nó cay xè luôn đấy. Cố lên cái tư. Tới là mình các bạn ơi, mình chưa ăn cái này bao giờ hoặc là mình ăn rồi nhưng mình quên. Rồi mình cứ ăn đi. Cay quá. Đừng ăn rồi cay nữa. Ủa thôi. Nhưng mà có mùi vị đồ ăn bằng Trung Quốc đối với mình cũng rất là ngon. Mình thích hương vị này. Nhiều cái khác, xúc xích nhau. Sập đẫm sốt luôn. Cả ớt đây này. Cay nhưng mà cũng rất là ngon thật các bạn ạ. Nhưng mà không may là mình ăn được có 3 cái thôi. Ăn được nhiều hơn trong mình chết. Wow,
Rồi rất nhiều gia vị luôn, đã cay rồi còn mặn. Không biết mình có trụ nổi đến cái thứ 10 không nữa. Các bạn ơi, mình chỉ có 3 cái thôi nên mình ăn được. Ủa các bạn ơi, đúng như mọi người nói, hương vị cay thật các bạn. Nhưng mà không sao, với số lượng 3 cái thì độ cay này mình vẫn chịu đựng được. Ăn cũng lạ lạ, hay hay, thơm thơm. Vẻ lá xúc xích này cũng bé nên là mình ăn 3 cái thì cũng vừa, không bị no quá. Hai cái quá là đơn giản với mình luôn, ăn hai cái cũng muốn luôn không các bạn ơi, cho nhanh. May là mình ăn được cay như này, cái vị cay này chưa phải là cay lắm. Mình ăn hai cái này chưa cảm nhận được hết độ cay các bạn ạ. Cái thứ 5. Bây giờ mình tê hết miệng rồi, mình không còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm giác cay thôi. Mình không chịu nổi nữa rồi, mình bỏ qua, cay quá. Như vậy là chị My đã bỏ cuộc rồi, mình sẽ vào vòng trong. Yeah. Vòng số 2, ai ném được số điểm cao hơn sẽ là người chiến thắng nha. Và sẽ được chọn topping ăn kèm với mì, những người còn lại sẽ bốc thăm. Mình nhá. Người không ngờ đâu. Yeah, 100 điểm. Đến lượt mình nha các bạn ơi. Lượt mình nha các bạn. Yeah, 60 điểm. Ui các bạn ơi, mình cao điểm nhất 100 điểm. Wow. Nên là mình sẽ chọn ăn với mì. Wow. Chúc Phúc với My là một bộ đôi không thể thiếu rồi, quá hoàn hảo luôn. À, rồi, thật đấy. Rồi, rồi, cho cả ba người bốc thăm nào. Ok. Đây, đây, chữ gì đây, chữ dài thế. Dài. Yeah. Xúc xích ăn với cơm. Ôi, quá hợp luôn. Trong này có cơm nè, ăn với xúc xích cũng ngon. 9/10 mì tôm. Đây, mình sẽ giúp Khải khủng khiếp cuốn một kẹo dẻo vào nha các bạn. Trời ơi. Đâu, cái gì vậy trời? Kẹo dẻo nhìn lạ thế. Trời ơi. Trời ơi, nó dính lắm. Trời ơi, mình gửi có mùi coca. Kẹo dẻo coca. Kẹo dẻo coca kết hợp với xúc xích. Trời ơi, coca được ăn cái vị cay cay cái gì. Hết nước chấm. Bây giờ mình sẽ làm luôn đến đầu luôn nha. Rất là lẻo này đúng không? Nhìn quá. Kẹo dẻo này, nó dẻo lắm các bạn. Mèo kêu quá. Ủa, nhìn nó hả? Ăn theo đấy, dưới này đấy. Kính dưới này đấy. Trời ơi. Quán tổ chức nghĩ ra cái trò này thật là kinh dị. Mùi rất là khó người, cái hơi của món tôm. Rất là ngang luôn. Hai thứ này kết hợp với nhau thật sự rất là kinh khủng luôn các bạn ạ. Nên là mình xin bỏ cuộc. Ăn đến này mình đâu mất. Đã kè lại còn ngoặt đấy chứ. Thôi, mình xin bỏ cuộc. Mình rút ra cho giả ra mình ăn xúc xích. Đây là thêm được xin rồi hả? Wow, các bạn ơi, mì với xúc xích vẫn là tuyệt vời luôn. Giờ mình sẽ cuốn mì vào cùng với xúc xích để ăn sao cho hấp dẫn nha. Ui, các bạn ơi, quá là ngon luôn. Nào, thử miếng nha. Mì tộn ăn cùng với xúc xích thì tẩm ướp gia vị cay từ xuyên. Đúng là đỉnh của chóp luôn. Hai món này đúng là sinh ra là để dành cho nhau luôn. May quá các bạn ơi, bốc được ăn với cơm cũng rất là ngon luôn. Ăn với cơm giảm bớt độ cay các bạn ạ. Mà xúc xích này còn mặn mặn, ăn với cơm rất là hợp luôn. Lại là ăn với bánh xốp chứ. Hương vị gì mà kỳ cục quá vậy. Mùi bánh xốp, mùi xúc xích các bạn ơi. Ăn dở cực kỳ. Bánh xốp đã ngọt, ở bên trong có phô mai các bạn ơi. Ăn với xúc xích sốt cay. Nó cái vị rất là ngang luôn. Nhưng mà không sao, cái bánh bé tí thôi mà, chỉ em mình không làm được. Mà 5 triệu ngay trước mắt nữa, cố mà ăn. Vòng số 3, thử thách cấm cười. Vừa ăn xúc xích, vừa xem video ai mà là người cười trước sẽ bị loại nha. Ok luôn.
Như vậy Đào Ngá là người bị loại các bạn ơi. Vòng này chỉ có mình nghe con nhỏ quyết đấu với nhau xem ai ăn nhanh hơn. Đã vào xong rồi mình thấy quyết không thua mà dù mình đã quay thành ngán xích rồi đấy. Mình đúng vậy. Bắt đầu đi. Chưa. Nghỉ đã. Tái lắm rồi. Mệt quá. Ăn nó cũng mệt các bạn ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Các bạn ơi, nó quá rồi. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng luôn. Không được. Mình nước ăn nhanh thôi. Tăng tốc các bạn. Cái thứ hai, thứ hai. Có không không? Cái cuối. Cái quá. Chưa được tính. Phải ăn hết thì mới được kêu xong. Nhanh lên. Ăn dù có thể ăn nữa mình đã thua rồi. Có thể ăn hết được còn đơ mình còn là một cái này một cái dở. Đó là được con nhỏ cũng đã chịu thua và mây quay tây là người chiến thắng. Như vậy thì người của mình vẫn là của mình. Yeah. Mây cảm ơn tất cả đã xem hết được của mây. Hãy tặng cho mây một like nhá. Bấm nút đăng ký bên dưới và bật chuông báo để nhận thật nhiều những cái mây quay tây. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại trên lần sau. Bye bye.